ra thắng như vậy. Nên thực chất thì đây là hai cái bài khá là hay trong phần tim mạch. Nhất là tăng huyết áp thì là vấn đề bây giờ là vấn đề của toàn cầu chứ không phải là vấn đề của chỉ riêng Việt Nam chúng ta. Thứ hai là nhồi máu tim cấp, nó là một đặc sản của tim mạch. Ai ai cũng biết là nhồi máu tim cấp, nên bây giờ tôi thành ra tự xử trí những cái này nó đã thành thường quy. Và có lẽ cái việc triển khai thành thường quy ở các cái đơn vị tuyến tỉnh thì bây giờ chúng tôi cũng đang cố gắng phát triển rất là nhiều. Ở đây có bạn nào liên quan không? Khai trường trung tâm đăng kiểm không có nào liên quan luôn. Đặc tí, tại vì trong tuần trước chúng tôi cũng vừa xuống lên từ Nam Văn liên quan để khai trương khoảng cách lết ở trên đó, hỗ trợ trên đó tiến hành triển khai những cái các biện pháp ngay từ đầu để thực hiện công tác cấp và xây dựng lên. Liên quan đây là một cái quy định sẽ phát triển sau thời gian tới thôi để đi mạnh. Thế thì bài thứ hai tôi được bộ môn giao cho để trao đổi các bạn, đó là bài chẩn đoán và điều trị nhồi máu tim cấp, hội chứng mạch cấp. Thì bây giờ đã có một số các luật thuật ngữ đã thay đổi rồi, thế nhưng mà hội chứng mạch cấp thì nó vẫn được giữ nguyên, ví dụ như là đau ổn định hoặc cả đau ổn định và cũng như mạch mãn tính thì là có thay đổi. Tuy nhiên trong trường này chúng ta vẫn được giữ nguyên. Thứ nhất là có lẽ chúng ta cũng phải vừa rồi là cái màng mà tôi khuyên các bạn nên ăn thử nó dai hay không, đúng không? Nên sau khi bóc cái màng đấy ra thì chúng ta sẽ thấy cái này là cái gì? Cái này là quả tim thật đấy chứ không phải quả tim vẽ đâu nhá. Tất nhiên là vẽ như thật, đúng không? Nó biết ở đây tại sao để chúng ta nhìn đây là cái gì ạ? Đây là tâm nhĩ phải, đúng không nào? Thì tuyệt đối các bạn đây là cái gì? Đấy. Đây là cái gì? Đây là tâm thất phải. Đây là động mạch phổi. Đây là động mạch gì? Động mạch chủ. Quá giỏi. Động mạch quá giỏi giải phẫu. Thế thì thất trái phải nằm ở đây cơ. Ở góc này, đó là góc thẳng như này, chúng ta chỉ nhìn một phần của thất trái thôi, nhớ. Đây này, còn chủ yếu các chúng ta nhìn được khi mà mở cái ngực ra đập cái mắt chúng ta nó thất phải của thất trái. Cho nên các chuyên gia về hô hấp ấy, khi mà chọc cái dẫn lưu tràn khí mạng của các kinh điển, các bạn nhớ rồi đúng không? Tràn khí mạng của áp lực chúng ta phải dùng, chúng ta chỉ cần cấp cứu bệnh nhân bằng hai cái kim kinh điển như vậy. Trong đó cái kim mà chọc ở bên trái, các bạn biết dễ chọc ở đâu không? Dễ chọc ở đây này. Đấy. Hoàn toàn có thể chọc thẳng ở đây. Chứ không đơn giản đâu. Cho nên đừng có mà dại dột khi mà chúng ta cứ mắm môi mắm lợi mà chúng ta chỉ cần cấp cứu bệnh nhân một cái kim bệnh nhân sống. Có thể sống đấy, sau đấy thì lại ăn một đống stent mọi người thì rất là dở. Chúng ta cần phải về cái này tôi nói với các bạn luôn, một thủ thuật cần phải làm nhanh, gọn, cứu sống tính mạng bệnh nhân, nhưng mà cái nguy cơ của nó phải đánh đổi lại là gì? Đó là thế, các bạn biết đây là cái gì không? Hãy tự nói rất chứng lại một chút. Và không biết đây là cái gì, thì đây là cái gì? Chúng ta đang học về nó đấy, chúng ta không sẽ học về nó. À, đây là động mạch ngoài phải, quá giỏi, lớp này học giải phẫu chắc 10 hết. Thế còn đây là cái động mạch ngoài trái, cả cái khối to này là một động mạch ngoài trái nhé. Trong đó cái phần thân chung ấy xuất phát từ sau mạch trái ấy, thì nó đã bị lấp ở đằng sau này rồi, đằng sau đi đằng sau động mạch phổi và nó chia ra đây là nhánh gì? Nhánh tổ hóa siêu. Thế còn nhánh này nhánh thân thất chiếc, đúng không? LED để chúng ta biết, chúng ta cũng đừng đặt lập là nhánh lát đây là nhánh gì cả. Một số bạn đi đến chỗ ôn thôi đằng sau ban nhánh lát là nhánh gì hết LED nhá. Thì đây là cấu trúc của quả tim, chúng ta nhìn thấy rất là rõ ràng. Tất nhiên trên quả tim thật, cái việc chúng ta muốn nhìn được các cái động mạch nó cũng dễ đâu, bởi vì nó được bao quanh bởi cái tổ chức vàng vàng xung quanh như kìa. Đó là gì ạ? Đó là mỡ nhá. Có những trường hợp cái gốc động mạch chủ mỡ nó bám lên tận phía trên này này, bóc tách mãi cái gốc động mạch chủ. Đấy, thì đây sơ đồ động mạch vành chúng ta vừa đoán xong hết rồi. Thôi nhá, đi qua nhá. Rất mệt mỏi quá.
Thế thì chúng ta biết cái bệnh lý của động mạch vành nó sinh ra, tôi không nói cái chuyện là bệnh lý của động mạch bẩm sinh, đã có cái tổn thương bẩm sinh đẻ ra đã có thì thôi không đề cập ở đây. Thế nhưng mà chúng ta biết là 2 tuổi, từ tuổi đời thứ 2 trở đi, cái sơ vữa động mạch nó bắt đầu xuất hiện rồi, và mạch vành cũng không phải là ngoại lệ. Do đó chúng ta biết là cái việc cho đến chúng ta gần này tuổi chúng ta bị sơ vữa động mạch là chuyện bình thường, chẳng có gì. Tôi giống như mẹ vợ tôi, thế là có một chuyên gia rất giỏi về siêu mạch máu. Thế là siêu nó nói là bình thường thì không sao cả, nói là sơ vữa nhẹ, thế là về lo úi giời thuốc thang các kiểu, mà vẫn không công nhận rằng đấy là bình thường. Vì như vậy chúng ta cần liệu pháp tâm lý để điều trị sẽ tốt hơn, đúng không? Cái chuyện một người 60-70 tuổi có sơ vữa động mạch là chuyện bình thường, chưa nhồi máu là may rồi, không làm. Vậy thì đây chúng ta biết là từ 2 tuổi động mạch đã bắt đầu sơ vữa, do đó cái quá trình sơ vữa nó hình thành như thế nào. Đây, xin phép tiếp đây ạ. Cho đến cái thập kỷ thứ tư của cuộc đời con người thì mảng sơ vữa nó đã bắt đầu rất dày, do đó chúng ta thấy là trong cái tuổi trẻ đến thứ tư và đến tuổi 50 đổ đi thì câu chuyện nó sẽ hoàn toàn khác, đúng không ạ? Khi mà cái mảng sơ vữa kia nó dày, nó nứt, nó các kiểu, nó lung lay, nó bất ổn, nó như núi lửa phun trào ra, ta sẽ gặp các vấn đề về động mạch vành đấy. Đây là những căn ngang của cái động mạch vành. Đến khi mà nó bắt đầu nứt vỡ thì chúng ta thấy ở đây, đây là đoạn sao của động mạch gì đấy ạ? Nói gì ạ? Nói lên trước phần sóng xám ấy, chúng ta thấy là khi mà có cái đoạn phía trên nó bị tắc thì toàn bộ cái vùng phía dưới nó bị thiếu máu tưới tất nhiên. Đây là trên cơ tim thật sự chúng ta cũng có thể quan sát được như thế này. Tất nhiên màu nó sẽ nhợt nhạt hơn, cái phần được tưới máu nó sẽ màu vàng rất đẹp, nhưng cái màu phần phía xa tất nhiên nó cũng sáng hơn kia, nhưng mà nó cũng nhợt nhạt hơn rất nhiều và cục beo lắm. Và đến khi mà cái cục máu đông hình thành ở đây, đây là hình thành cục máu đông do gì? Cái mảng sơ vữa ở đây nó bị vỡ, cái nút tiểu cầu nó đến nó kích luôn cái dòng máu chảy lại, làm cho ở đây hoàn toàn không có máu chảy và gây ra gì? Thiếu máu vào một đoạn xa, gây ra nhồi máu cơ tim quá siêu. Đấy, người ta gọi là nhồi máu cơ tim đấy. Nhồi máu tim cấp, chúng ta sẽ thấy hình ảnh khác, chút nữa chúng ta sẽ thấy thôi. Còn nhồi máu tim không cấp, đây ạ. Đây là hình ảnh dòng máu chảy vào mảng sơ vữa, chúng ta nhìn thấy nó cứ hình thành, nó dày lên đây đúng không? Đó. Cho đến khi mà mảng sơ vữa bắt đầu hình thành cái lớp trên này nó rất là mỏng, cái lớp ở chỗ này nó sẽ bị mỏng, đấy, phát triển làm hẹp dòng chảy của động mạch vành lại, chúng ta sẽ bắt đầu bị, bệnh nhân sẽ bắt đầu bị đau đớn khi gắng sức và làm điện tâm đồ. Chúng ta có thể thấy hình ảnh ST trên xuống, đây là đau đớn ổn định. Bạn nhớ nha, và hôm nay chúng ta sẽ không học về đau đớn ổn định, chúng ta sẽ học về đây khi nó bùm một cái nó vỡ, bắt đầu hình thành các gì ạ? Phimosis, hình thành các cái cục máu đông. Và cục máu đông này khi mà nó phát triển các bạn, khi mà nó bùng cơ một phát thì như núi lửa tuôn trào, cục máu đông đến hình thành và nó sẽ làm thành blood clot, nó sẽ làm ít tắc luôn dòng chảy. Nếu như mà cái dòng này nó không ít tắc hoàn toàn thì nó là gì? Đau đớn không ổn định, cục máu đông sẽ được tiêu dần đi, đúng không nào? Và nhưng mà nếu mà bệnh nhân cứ gắng sức mà cứ ít tắc vài lần liên tục như thế này thì rất nguy hiểm, cho nên bệnh nhân sẽ có triệu chứng đau đớn khi gắng sức. Còn nếu những ít tắc hoàn toàn là cho dòng chảy ở đây hoàn toàn mất đi và hình thành huyết khối ở phía dưới này thì nó là gì? Nhồi máu cơ tim cấp, có ST chênh lên. Đó là cái chúng ta sẽ làm việc với nhau ngày hôm nay. Đây là cái phân loại về các bệnh lý động mạch vành, đó thì gọi là hội chứng mạch cấp. Rồi, thế thì các cái thuật ngữ về động mạch vành chúng ta hay gặp là gì? Thứ nhất, hội chứng động mạch vành mãn tính, đó chính là cái đau ngực ổn định. Đau ngực ổn định mà chúng ta xem hình ảnh cục máu huyết khối, cái gọi là mạng sơ vữa rất lớn. Vậy nhưng khi khoảng có đau ngực, thậm chí là cái tâm đồ có thay đổi một chút, cái tâm đồ SC trên xuống nhẹ nhẹ hoặc là SC nó gãy róc một chút, không có thay đổi thì khá đặc biệt, đó là bệnh lý động mạch vành mãn tính, gọi là bệnh cơ tim thiếu máu cục bộ mãn tính, hay đau ngực ổn định này, hay là chỗ khác người ta gọi là gì? Suy vành. Thì suy vành không biết là vành xe hay là vành gì, nhưng mà vành tai, nhưng mà cái động tác này nó hơi dân gian một chút, không dùng từ đấy đâu.
Thứ hai là học trình độ cấp thì gồm có gì? Lớp là được có tên cấp, có sẽ trình lên, đó là hình ảnh tắt tít luôn, hình ảnh cuối cùng mà chúng ta thấy đúng không? Viết và hoàn toàn cái đoạn sau bị viết khối, và khi đó chúng ta khi mà chúng ta cò cái sông hút vào chúng ta hút phương pháp thì ra cả một dây viết khối dài như con run. Động mạch chúng ta cũng dài chứ thấp. Thứ hai là gì? Hội chứng động mạch vành cấp không có ST trên lên, đau thắt ngực không ổn định, là nhồi máu cơ tim không ST trên lên, thì đó là cái chúng ta sẽ gặp trên lâm sàng thôi. Và diễn tiến là gì? Diễn tiến là từ bệnh lý động mạch vành ổn định như chúng ta thấy vừa nãy, hoàn toàn có thể tiến triển thành diện thành hội chứng động mạch vành cấp, và bệnh nhân có thể hy sinh anh dũng luôn. Vì sao? Bởi vì nếu chúng ta không kiểm soát, chính là những kiểm soát yếu tố nguy cơ y hệt như tăng huyết áp vừa rồi, chúng ta cũng thấy là gì, là cũng mỡ mà sơ vữa là gì, chính là các cholesterol lắng đọng để thành mạch thôi. Nếu chúng ta vẫn tiếp tục đưa vào vẫn hamburger rồi hàng rán rồi lolotica các kiểu không, thì câu chuyện nó sẽ là như vậy thôi. Từ động mạch vành ổn định thành động mạch vành không ổn định, và nếu như thế, thế như vậy không ổn định mà nó được thoái triển cái cục máu đông đi thì nó sẽ thành gì, có thể ổn định trở lại. Đó là trường hợp chúng ta có thể dùng statin. Tôi sẽ luôn lên phần điều trị để các bạn nắm được câu chuyện của mảng sơ vữa là như thế. Còn nếu chúng ta không kiểm soát được sự tốt nó thì nó sẽ tiến triển thành một chứng vành cấp, mũi tên đỏ đấy, hội chứng vành cấp này hoàn toàn có thể tiến triển ổn định trở lại, đúng không ạ? Nhưng nếu nhồi máu cơ tim cấp mà muốn quay lại thì mình phải ổn định thì sẽ là khó nếu chúng ta không làm cải thiện được nhé. Đó, cái chúng ta sẽ xem đây là phân loại kinh điển rồi nhá, đi qua rồi. Kinh điển trong sách cũng có, ta đi qua rồi nhá. Thứ hai là trên hình ảnh ta thấy nếu như là hội chứng vành cấp có ST trên lên thì đây, đây là hình ảnh ST trên lên. ST có nghĩa là chắc là chúng ta cũng học một chút về điện tâm đồ rồi đấy nhỉ? Rồi hay chưa? Quá tuyệt vời, rồi mới nói được chứ chưa không nói được. Nếu như lấp tắc hoàn toàn cái lòng mạch hay là cắt ngang của động mạch vành thì có những huyết khối lấp đầy lòng mạch kia và gì? ST trên lên, trên bóng lên như này. Còn người ta lý giải tại sao ST lại trên lên khi đấy, bây giờ cả thế giới người ta đang ngang ngang lên, không biết tại sao mà trên lên như vậy. Nhưng gì thì ghi nhận khi lấp tắc toàn bộ động mạch vành thì có cái hiện tượng như thế, thay đổi cái điện học, thay đổi cái cực, ai cũng biết được như vậy. Tại sao nó lại trên lên thì người ta không biết. Còn động mạch vành cấp không có đại ST trên lên có nghĩa là gì? Một là dịch xuống, hai là nó gì, đảo chiều. Các bạn hãy nhớ rằng không ST chênh lên, không, người ta gọi là nhồi máu cơ tim không ST chênh, nhưng chênh là chênh lên chứ không phải là nó là một cái dạng đặc biệt của nhồi máu cơ tim cấp nhá. Và để tiếp cận chẩn đoán cái chứng nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên, người ta gọi là STEMI. STEMI là ST elevation myocardial infarction, nói lên rồi nhỉ. Người nghe cái STEMI, người ta STEMI là không hiểu nó là cái gì thì chết. Có nghĩa là nhồi máu cơ tim có ST chênh lên thì chúng ta phải xem thế nào là nhồi máu cơ tim cấp. Nhồi máu cơ tim cấp có nghĩa là gì? Ba triệu chứng lâm sàng đơn giản nhất và hoàn toàn chúng ta không cần dùng đến các phương pháp gì quá đặc biệt như là gồm cảm sức vân vân không cần. Thứ nhất là bệnh nhân có đau ngực điển hình, đúng không ạ? Thế nào là đau ngực điển hình ạ? Câu này thôi, tôi sẽ hỏi trên lâm sàng. Đó gì? Đau như dao đâm, như cắt, như cái gì rất khủng khiếp, giống như đau dạ dày, cái sự đau như dao đâm ở đây. Thế thì nhồi máu cơ tim ST chính là để đau như dao đâm, như bóp nghẹt trong lồng ngực, vân vân các kiểu. Nhưng mà cái tỷ lệ đau là gì? Có những 70% là đau sau sản nước, đúng không? Và lên trái một chút, rồi có một số các cái vị trí khá đặc biệt khác, lan lên gì, cổ lắm này, và lan lên vai, lan ra nách, rồi gì, mặt trong cánh tay đến ngón 4 và ngón 5. Khi bệnh nhân đã mô tả như thế rồi thì kể cả trẻ người ta cũng phải nghĩ ngay đấy là có vấn đề gì về miệng mạch vành hay không. Như sách, người ta không phải đọc sách, người ta lại mô tả được như sách, có nghĩa là khá điển hình. Và chúng tôi cũng đã có những bệnh nhân gì 30 tuổi, 27 tuổi, 3 thân động mạch vành, và có những một bệnh nhân của tôi
khuyến cáo là ngừng tim ngay trước mặt tôi. Bạn tưởng tượng anh chàng 30 tuổi, cao 1m8, nặng 80 cân, răng đủ trước mặt. Mà trước đó là thăm dò về điện tâm đồ hoàn toàn bình thường. Không ai biết là chuyện này sẽ xảy ra. Sau khi cấp cứu tuần hoàn xong thì chủ đề một cứu thì cuộc sống của anh chàng này đến bây giờ cũng rất là bất ngờ. Anh chàng này sẽ nếu mai đọc báo sẽ đại huyền nó thì làm có hỏi có khoa học chứ không phải là nó là cải. Thứ hai là bằng thăm dò vô cùng đơn giản, đó là làm cho bệnh nhân cái điện tâm đồ. Chúng ta sẽ thấy cái hình ảnh giống như tôi vẽ vào đấy. Đây ạ, cái hình ảnh này. Đoạn SC nó chênh lên hẳn so với đường mạch điện. Các bạn nhớ nhé, đây là đường mạch điện chứ không phải cái dây để cái sợi nó đu vào đâu nhé. Đây là đường mạch điện. Đấy, và đoạn SC nó chênh lên so với cả cái đường mạch điện. Còn chênh như thế nào, ở đâu chênh một chút nữa chúng ta sẽ định khu của nó có đỉnh cấp. Và thứ ba là có tăng các cái dấu ấn sinh học. Chúng ta hãy bỏ thuật ngữ là tăng men tim. Rất là dị ứng, tăng men tim, men bia, men gì, men tim không hợp lý lắm, đúng không nào? Nên chúng ta vẫn có thể nói chuyện với nhau là men tim tăng đấy cũng ok. Nhưng mà khi chúng ta đã biết và trong bài tôi cần cái sự hàn lâm một chút, đó là gì? Tăng dấu ấn sinh học, nghe có vẻ hoa mỹ hơn không? Đúng không? Tây nó nghe nó cũng thích sản phẩm tạo. Thế thì cái dấu ấn sinh học mà chúng ta hay làm nhất bây giờ là gì? Là troponin T và troponin Y, hãng nào cũng được, miễn là nó tăng, nếu không cứ tăng là có nghĩa tâm nhé. Thế còn nếu mà chúng ta không có hai cái factor kia, chúng ta hoàn toàn có thể làm CK-MP và CK chúng ta làm theo cái định nghĩa, đúng không nào? So sánh các tỷ lệ của hai cái đó với nhau. Và với cái định nghĩa là gì? Thứ nhất là có triệu chứng lâm sàng thiếu máu cơ tim, có thay đổi trên điện tâm đồ, có quy ở trên điện tâm đồ và bình thường chúng ta chỉ có quy nhưng ở đây quy sâu. Thứ hai nữa là có bằng chứng trên các chuẩn đoán hình ảnh. Tất nhiên là kinh điển rồi đúng không? Trên lâm sàng có cung cấp ai đó dựa trên chuẩn đoán hình ảnh nữa. Chứ những trường hợp chúng ta có nghi ngờ chúng ta sẽ làm, hoặc là có bằng chứng huyết khối trên chụp mạch vành hoặc là mổ tử thi. Đây nếu như các bạn, đây là định nghĩa toàn cầu thì các bạn biết là cái định nghĩa này áp dụng cho tất cả những trường hợp bệnh nhân được chẩn đoán được máu cơ tim, kể cả những trường hợp bệnh nhân gì đến với chúng ta và tử vong ngoại viện. Cái trường hợp cuối cùng này là thông thường là trường hợp tử vong ngoại viện. Và nếu chúng ta mổ thì có trường hợp đến chúng ta teo thôi, chúng ta có làm cái gì chứ nữa, bệnh nhân đã mình tuần hoàn nên là không làm gì cả. Và khi đó người ta kiện là tại sao này, tại sao kia, thì chúng ta nói ơi bệnh nhân trước khi mà đến đây rồi, vậy bằng chứng đâu? Bằng chứng đây, chỉ có một thực thi có bằng chứng được. Và đây là một trong những định nghĩa, đây là bước 1, 2, 3, 4, 5 tiếp. Có thể đấy. Và tại khoa cấp cứu, ở đây có ai làm cấp cứu không? Không ai làm cấp cứu. Cái lớp này không hiểu tập trung vào chuyên môn nào nhỉ? Thế hỏi kéo năng. Thứ nhất là đối với cấp cứu chúng ta sẽ cảnh báo bệnh nhân, đúng không? Cái việc khai thác cái triệu chứng đau của bệnh nhân là vô cùng quan trọng. Đau như thế nào là điển hình? Thời gian đau phải bao nhiêu lâu? Trên 30 phút cũng là chỉ đau đắng thôi, cũng có thể. Nhưng mà điển hình là gì? Đau trên 30 phút, vị trí như thế nào, lan đi đâu, đúng không nào? Có liên quan gì đến gắng sức hay không? Nếu như mà chúng ta chỉ gắng sức nhẹ hơn đau quê và đau hơn 30 phút, thậm chí dùng thuốc kiểu gì cũng không đỡ, đúng không nào? Ngày xưa xin với cái thì đỡ rồi, thoải mái lại cơn cái vé. Thế nhưng mà bây giờ thuốc thang kiểu gì cũng không đỡ, nhưng mà cơn đau không kiểm soát được thuốc, chúng ta phải rất là chú ý. Thứ hai, xem có cái triệu chứng của suy tim hay không. Nếu mà có tim cấp mà có triệu chứng suy tim thì rất dễ dẫn đến gì ạ? Sốc tim, và chúng ta sẽ phải có những tiên lượng và xử trí rất là tốt. Và thứ ba là có dấu hiệu của đột quỵ hay không. Đó, với cái của suy tim cấp chúng ta phải nghe xem có tiếng ngựa phi hay không. Chắc là chúng ta ở đây những bệnh nhân như vậy chúng ta chẳng nghe tiếng ngựa phi hay không, đúng không nào? Rồi nếu như bệnh nhân có ra ở cái này trên cái, chúng ta phải nghe có sốc tim. Nếu như mà có tim có sốc tim chúng ta phải có sự hỗ trợ của cái gì ạ? Ừ. Nghĩa là chúng ta cần, đôi khi chúng ta cần cái sự hỗ trợ của các thiết bị cơ học. Thiết bị cơ học có thể là gì? Là IFMP, là LVAD, là ECMO, vân vân và vân vân. Và bây giờ đang thịnh hành lên là gì? Là ECMO, đúng không nào? Nhẹ nhàng, tắt tiền. Cái máy ECMO rất nhẹ nhàng, các bạn tưởng tượng chỉ như này thôi. Cái mobile ECMO rất bé,
vòi thêm hai vòi nó cắm vào và tin dùng trở lại và phụ trợ rất là tốt, cực hiệu quả. Ở đây bây giờ người ta đang tìm cái ôm ngoài mô hỗ trợ cấp cứu được như thế, đặc biệt những bệnh nhân này đột tử thậm chí ngừng tuần hoàn ngoại viện là có thể tiến hành mô là cứu bệnh nhân bình thường và tăng tỷ lệ cấp cứu lên. Tiếp theo nữa đó là chúng ta xem là bệnh sử bị đau ngực ra làm sao đây, kiểu rất điển hình không nào, điển hình của đau ngực. Cái này chúng ta phải nhớ nhé, cái này là khi mô tả trên lâm sàng ở trường hợp thi các bạn sẽ thi gì, các bạn sẽ thi hết môn, chúng ta sẽ xem như là bạn mô tả như thế nào, có điểm gì chưa điển hình tôi sẽ yêu cầu bạn làm sao mình tả nó điển hình thôi. À và nhưng mà nếu bệnh nhân chỉ đến chúng ta vì đau ngực cấp, thậm chí chúng ta làm cái tâm đồ lên, ta nghi ngờ, ta chả biết là đây có phải chênh lên hay không, đúng không? Đôi khi nó chỉ chênh lên một tí so với đường nằm viện thôi. Đấy, đôi khi chúng ta lại có những dấu hiệu khác nữa, thì chúng ta sẽ phải phân biệt ra là ba cái phần chính trong đau ngực, người ta gọi là ba cái phân biệt đấy. Thứ nhất là gì ạ? Thứ nhất là bệnh nhân có tách hay là một chủ hay không. Thậm chí kể cả có tách hay một chủ kèm theo nhiều mô tuyến cấp thì chúng ta vẫn thấy ST chênh lên. Nhưng mà triệu chứng không phải đơn giản, rất đơn giản như thế. Bởi vì nếu sao? Bởi vì chúng ta cho các cái thuốc liều nào về chống giật tiểu cầu, chúng ta cho các cái thuốc với cái kiểu đơn vị chúng ta chưa có các hiệp, chúng ta cho tiêu sợi huyết chẳng hạn. Mà bệnh nhân lóc tách ở chủ, chúng ta cho tiêu sợi huyết thì không khác gì chúng ta ra cây xăng ở trường, nên chúng ta phải cứu thắt. Thế là sao? Câu chuyện đây là hết. Đấy. Như vậy cái việc chúng ta chẩn đoán xem là có bất kỳ yếu tố gì gợi ý bệnh nhân có tách đồng chủ, ví dụ như cái đau nó không đơn giản, có thể đau bên đây lan lên, bên đây là đau lan lên trên dọc ra sau lưng, tức là rất là đau theo cái hướng nó nhiều hơn là phía của quan đấy. Tôi không biết, chắc chắn các bạn không biết là cái đau như thế nào cả, nhưng bệnh nhân mô tả của tôi thấy là đau lắm, có khi còn đau hơn cả nó cái gì, đau như xé. Các bạn đã trẻ cái tre bao giờ chưa? Trẻ tre thắng như trẻ tre đánh các cụ ngày xưa đánh giặc, thắng như trẻ tre cũng là không thể nào kiểm soát được, thì cái đau do tách mà chủ nó kiểu như vậy chắc là đau lắm. Thứ hai là cái bệnh nó cần phải xem là có viêm màng ngoài tim hay không. Viêm màng ngoài tim cũng rất đau, nhưng khi mà nghe tim chúng ta nghe được cái cọ đấy chính là nguyên nhân gây đau, các bạn biết đúng không? Nếu mà ai đã trong dịch màng ngoài tim này, ai đã trong dịch màng phổi thì chúng ta biết là chính cái màng đấy là cái màng có cực kỳ nhiều dẫn đến kinh dịch nhạy cảm, rất nhạy cảm. Cắm cái máy dương mà chúng ta có thể xem là có chút dịch màng ngoài tim, tất nhiên cũng sẽ nghi ngờ thôi, xem là có phải là bệnh nhân bục màng ngoài tim hay không, hay là wrestler sau khi chảy máu tim vài ngày rồi không, hay là viêm màng ngoài tim, chúng ta cũng cần phải xem, cần phải làm chẩn đoán phân biệt. Thứ ba nữa là chúng ta xem có trọng lượng hay không, có trọng lượng chúng ta hỏi vài câu ra thôi, nhưng cái quan trọng hơn nữa cái trọng lượng này đó là gì? Tắc mạch phổi hay không, thì cái đó là cái chúng ta phải chẩn đoán phân biệt được với cả chảy máu tim cấp. Và nói luôn các bạn nhầm rất nhiều rồi chứ không phải là ít, tất nhiên thì chẩn đoán đúng chảy máu tim cấp vẫn cao, nhưng mà những ca mà chúng ta bỏ qua, ví dụ như là tiết tiết tâm đồ có dấu hiệu nhiều Q3S1, ống Q ở D3 hoặc 6S1 và chúng ta quên mất hình như không nhìn nó gần gần, chúng ta quên không nhìn kỹ, thậm chí chúng ta không làm lại cái tâm đồ, hoàn toàn có thể nên chẩn đoán nhầm và bệnh nhân có thể hy sinh hay dụng luôn. Tắc mạch phổi rồi đè ra chụp mạch vành thì hay nhiều anh, một lúc sau chẳng biết thế nào, sốc mất rồi, toi mất rồi không biết, đúng không ạ? Đây ạ, thế đây là các cái vùng để tâm đồ và thay đổi động não để chúng ta thấy nhồi máu cơ tim cấp đến trong những giờ đầu khác, đến trong những ngày đầu khác và đến trong những tuần sau khác. Chúng ta đã gặp những trường hợp bệnh nhân nhồi máu cơ tim đến 10 ngày đến, tôi có bệnh nhân nhồi máu cơ tim một tháng đến. Một tháng trước bắt đầu lắm, nhưng mà bây giờ nó có điều kiện đi khám, đặc biệt là những người việc Covid trong thời gian chúng ta biết. Nhưng bệnh nhân có những bệnh nhân của chúng tôi không được vào về ngày mai, mà người ta chỉ muốn vào ngày mai thôi, người ta chấp nhận là tôi vào đây tôi nằm lên, tôi bị cách ly đây cũng vào, nhưng mà nhất định là không được vào. Sau đấy thì có cái nghị định mở cửa, chúng tôi mới được cái đó những bệnh nhân cấp cứu như vậy, cũng có vô số những bệnh nhân đã sống từ sau thời gian đấy. Nhưng cũng có những bệnh nhân trong thời gian đóng cửa tuyệt đối như vậy, người ta cũng không kịp sang bệnh khác, đã hy sinh rồi. Tôi đã có một hai bệnh nhân như vậy rất đáng tiếc. Vậy thì đây chúng ta thấy bình thường, nào, tối cấp vừa nhồi máu xong đau dữ rồi, chưa kịp biến đổi
tối cơ, là trong vòng bao lâu? 3 giờ đầu thời gian vàng, thậm chí cái này nó chỉ vừa xảy ra ở những bệnh nhân mà thứ nhất là đang nằm viện, đang nằm ở khoa các bạn thì bị thiếu máu cơ tim. Đấy là cái tối cấp hoàn toàn có thể làm được, đúng không? Thì chúng ta sẽ có thể bắt được sóng T cao bóng lên, đoạn ST dường như chênh lên, đúng không? Dường như là không có điểm bắt đầu ở đường cảm điện, bắt ngay cái sân sông L đi lên luôn. Đấy là hình tối cấp. Thế còn bắt đầu kia ST chênh lên, bắt đầu đến thay đổi cái này xong nó ngắn thế, kéo đi rồi. Dạ. Chú ý chúng ta thấy là đây ST chênh lên, xuống đây về làm điện, đây là bắt đầu thay đổi đoạn STT, ở đây bắt đầu đảo chiều. Thậm chí trường hợp này chúng ta sẽ thấy nếu như mà nhóm thì nó đổi khu phình sau vài tuần nó có phình rồi thì hình ảnh nó cứ như thế này, nó cứ như thế này mãi, nhưng mà nó sẽ có cái gì ạ? Quy sâu vào. Đấy là hình ảnh người ta nhìn thấy, người ta biết ngay bệnh nhân có phình ở đâu đó rồi, bạch thất, mỏi, vân. Thì trên chúng ta rất nhìn nhiều, chúng ta sẽ thấy nó rất quen thôi. Thì đó, đây là những cái tiêu chuẩn trên điện tâm đồ mà chúng ta bắt buộc. Thứ nhất là phải có điện ST chênh lên ở điểm G, thứ nhất hai chuyển đạo liên tiếp. Thì cái này là kinh điển nhé, chúng ta về chỉ cần đọc trên sách giáo khoa chúng ta thấy rồi. Tiêu chuẩn sóng quy, đó, không phải quy nào mà quy nhé. Các bạn nhớ, bình thường chúng ta có sóng quy không ạ? Có. Nó bình thường thì bao nhiêu mm? Và rộng bao nhiêu? Đó, đúng nào. Khi mà sóng quy của chúng ta trên 0,02 giây, nên là chúng ta rất là khó để mà đo được cái sóng quy này. Quan trọng nhất là bình thường nó chỉ quanh quanh 1 mm trở xuống, thậm chí ta chả nhìn thấy. Nhưng nếu mà nó sâu trên 1 mm thì rõ ràng đây là gì ạ? Sóng quy hoạch ở đây rồi, a bắt được rồi, đúng không? Thì đó là cái chúng ta cũng hết sức chú ý. Và đây là chúng ta xem là vùng nhồi máu là vùng nào. Tất nhiên là không phải đây là 100% nó đều đúng đâu. Vùng nhồi máu là vùng nào, chúng ta có tưởng tượng được là vách là chỗ nào hay không, thì về chúng ta hãy dựng quả tim lên. Nếu mà ai mà tâm huyết với cả tim mạch thì về ra chợ. Trên lên tại V1, V2 thì là trước vách, đúng không ạ? V3, V4 chúng ta cứ tưởng tượng là cái điện tâm đồ của chúng ta V1, V2, V3, V4, V5, V6 thì nó tương ứng với cả cái vùng của cơ tim. Từ V1 đến V4 thì nó là ở đằng trước, đúng không? V1, V4 V5, V6 thì là thành quen. Còn từ V1 đến V6 thì sao? Thì là toàn bộ mặt trước quả tim mà đi hết rồi, đúng không nào? Thế còn D1 AVL là bên cao thành lớn rồi. Cái này thì chúng ta xem được. Đặc biệt là có cái này D2, D3 và ABS, chúng ta gọi là nhồi máu cơ tim sau dưới. Thì các bạn biết cái vùng sau dưới là vùng quả, nó chi phối bởi hai cái động mạch. Thứ nhất là mạch phải, thứ hai là động mạch mũ. Do đó cái việc quan trọng của chúng ta ở đây là chúng ta sẽ phải làm gì? Làm thêm điện V3L, V4L để chúng ta xem là ô bên phải của ông có phải là khu nhồi máu hay không. Còn nếu V3L, V4L mà không có vấn đề gì, không thấy chênh lên thì nó là cái gì? Đó là định khu. Định khu để làm gì? Theo các bạn định khu để làm gì ạ? Tại sao chúng ta phải tìm mọi cách để định khu nó? Chỉ dựa vào tốc độ mà lại đòi biết nó tắt ở đâu? Thứ nhất là để tiên lượng cho bệnh nhân, hoàn toàn chính xác. Trước khi tiên lượng làm gì khác đi? Xử trí mọi cách phân loại. Cái việc tiên lượng bao giờ để sau, nói luôn các bạn thế luôn nha, đúng không? Trừ khi đầu tiên là ồ, là mày chết rồi. Thôi, không tiên lượng, đúng không nào? Không phải ngừng tuần hoàn rồi, chắc chắn chết rồi.
hay chẩn đoán đến khu là để gì? Ông chụp mạch vành là ông tôi nhìn thấy điện tâm đồ thế này này, ông nó tắt ở đây đấy, ông cứu đi. Ở đây các bạn sẽ phải tưởng tượng như thế này, một quả tim có ba cái mạch vành, nó tắt ở chỗ này nhưng không có nghĩa là những chỗ khác nó bình thường, đúng không nào? Trên cái vị trí chênh lên nó sẽ định khu cho chúng ta là động mạch vành thủ phạm, cái đấy người ta phải quan tâm, đúng không nào? Ví dụ như ông này chênh lên hẹp 99.95%, ông này hẹp 90%, ông này hẹp 89%, thì ông nào là thủ phạm? Chưa chắc. Cái ông chênh lên chính là thủ phạm, đúng không nào? Thì cái vị trí chênh lên nó sẽ tương ứng với cả ông nào là thằng gây ra cái khổ vô lý vừa rồi. Các bạn phải nhớ chứ không phải là thậm chí bây giờ tắt hoàn toàn ở đây do CTO thì nó phải thủ phạm không? Không, trả lời luôn các bạn biết là như thế. Do đó cái việc chúng ta cố gắng định khung nó có ý nghĩa như vậy chứ không phải là ba cái mảnh vành trơn tru tự nhiên có quên phát của cái khối ban đến. Thế thì lúc đấy ai chả biết, nhưng cái việc đấy nó rất dễ dàng chúng ta xem được can thiệp cái gì. Nhưng mà cái giá trị của điện tâm đồ còn chỗ như vậy, khi mà bệnh lý ba thân động mạch vành chúng ta sẽ biết chúng ta phải làm gì với cái điện tâm đồ mình. Và bản thân chúng tôi đã trải qua rất nhiều những trường hợp như thế rồi và cãi nhau kinh kia, nhưng mà tại sao phải làm cái này mà không làm cái kia, đúng không? Như các con sao không thế này mà lại làm thế kia đấy, nhớ như vậy. Thế còn với những trường hợp mà điện tâm đồ không điển hình thì ngày xưa chúng ta cũng đã có rồi, block nhánh trái mới xuất hiện coi như nhồi máu tim cấp, nhắm mắt vào nói. Nhưng cho đến bây giờ block nhánh phải mới xuất hiện coi như block nhánh trái luôn. Ô, các bạn nhớ nhé, bây giờ hai cái block nhánh đấy như nhau đều coi như là tim cấp, do đó chúng ta hãy nhớ. Bởi vì tôi trên lâm sàng tôi vẫn thấy bệnh nhân không block nhánh phải. Bởi vì trên guideline là block nhánh trái, mình làm theo guideline thôi, an toàn. Tôi rõ ràng ghi nhận có những ca như vậy. Và sau này năm ngoài chúng ta đi ra guideline coi như block nhánh phải có xuất hiện tương tự, cái giá trị của nó tương tự như block nhánh trái, thì người ta vẫn tiến hành can thiệp với bệnh nhân đó. Và thứ hai là đối với bệnh nhân mà có máy tạo nhịp ở trong người ấy, thì gọi là cái dòng điện của người ta sẽ khác, và cái điện tâm đồ người ta ghi nhận ở trên các bạn sẽ tất nhiên sẽ có những trick đặc biệt để đọc được. Rồi các trường hợp nhồi máu cơ tim hoặc là tổn thương thân trung thì cũng là những cái rất là khó. Ví dụ như là bệnh nhân có và ST sinh lỗ hay là AVR chẳng hạn, cũng là một cái dấu hiệu mà chúng ta phải xem là bệnh nhân có tổn thương ba thân hay không. Bởi vì tổn thương ba thân động mạch vành hoặc là tổn thương thân trung là những tổn thương cực kỳ phức tạp. Đấy, các bạn biết cái động mạch chính nuôi cho quả tim ấy, à, động mạch vành gì ạ? Cái quả tim của chúng ta ấy, tại sao người ta nói sử dụng riêng cái EF chuyển thành của phân loại suy tim là gì? EF là gì? Thất trái nó quan trọng, cực kỳ quan trọng, và người ta sử dụng cái thất trái này, đó là cái bơm chính cơ thể của chúng ta, đó tức là mạch vành trái của mình rất là quan trọng, và nó được xuất phát từ cái động mạch thân trung là lép bên, và nó tổn thương cái thân trung đấy. Bây giờ vẫn còn tranh cãi kịch liệt giữa những ông can thiệp và ông ngoại khoa. Ông can thiệp thì bảo là phải mổ, mổ mới tốt. Ông ngoại khoa bảo phải mổ. Thế còn ông can thiệp bảo không, mổ đau lắm, tôi cả xương ra như thế chết. Nguy hiểm, can thiệp thôi. Nhưng mà thực sự đến bây giờ vẫn chưa biết được can thiệp tốt hay là. Bởi vì người ta sẽ đánh giá cái long term outcome của bệnh nhân đó là gì? CV death, cardiovascular death, chết ở tim mạch. Thì hai cái đấy là tương đương như nhau. Tất nhiên chúng ta biết thừa đấy, trong cái giai đoạn sớm rõ ràng việc can thiệp thì chuyện câu chuyện hồi phục sẽ nhanh hơn do việc chúng ta phải trải qua một cuộc mổ nặng nề. Nhưng cuộc mổ nó cũng là gì? Cũng là giải quyết dứt điểm cái câu chuyện là bệnh nhân ra được làm cái bypass ra và lấy máu cho các cái vùng sàng nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Và nguyên lý để chúng ta tiếp cận cái gì ạ? Cái nhồi máu tim cấp là gì? Thứ nhất là đứt vỡ màng xơ vữa là gì? Nó sẽ hình thành cục máu đông. Đây là chúng ta sẽ đi từ cơ chế và những vật giải quyết nó. Hình thành cục máu đông thì chúng ta phải gì? Phải giải quyết vấn đề chống đông và chống tật của cầu. Chống đông sẽ có gì ạ? Hepatin.
in kinh điển ngày xưa đúng không? Heparin trong lượng phân tử thấp. Hai cái đó bây giờ chúng ta sẽ dùng heparin trong lượng phân tử thấp. Và thứ hai chống tập tiểu cầu, chúng ta dùng ngày xưa chỉ dùng cái gì? Aspirin. Nhưng bây giờ ta dùng chống tập tiểu cầu GAPT là gì? Clopidogrel kết hợp với cả aspirin. Và các thuốc kinh điển, à các thuốc mới hiện tại bây giờ có gì? Prasugrel, ticagrelor. Cái này chúng ta đi theo thời gian chúng ta có thể biết được, đúng không ạ? Thế còn càng cập nhật chúng ta sẽ càng biết thêm các thuốc mới thôi. Thứ hai là mất cân bằng cung cầu, chúng ta sẽ phải cho bệnh nhân thở oxy rồi cho các cái thuốc làm giảm cái gánh nặng cơ tim, đúng không? Các thuốc giãn mạch đó là bắt buộc chúng ta phải làm thôi. Rồi hỗ trợ ổn định hoàn xương vữa là cái điều trị nền tảng và ảnh hưởng cực kỳ nhiều đến tiên lượng sau này, đó là statin. Và các cái vấn đề đi kèm là gì? Là sẽ sử dụng lý niệm. Đây còn slogan của dân tim mạch là gì? Ở đây có ai làm kinh? Buồn quá, tôi không hiểu các bạn chuyên môn. Ai làm khớp? Ok, cảm ơn anh. Khớp là vàng, vàng là khớp, kiểu như thế. Đúng không nào? Thế như chúng tôi nói ra là cơ tim mà vàng, vàng, cơ tim kiểu đấy. Như là các bên chuyên gia thần kinh, thời gian là nặng. Đấy là slogan của chúng ta, đó là chiến lược của chúng ta là gì? Tái tươi máu càng sớm càng tốt ở những bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp có ST trên đây. Các bạn hãy nhớ đó, tái tươi máu càng sớm càng tốt. Còn tái tươi máu bằng cái gì? Thì ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, đúng không nào? Chúng ta sẽ thấy ở đây, nhìn thấy không? Tỷ lệ tử vong sau cái thời gian tái tươi mạch vành giải pháp sau vài giờ, chúng ta thấy rằng những giờ đầu tỷ lệ tử vong cực cao, đúng không nào? Những giờ đầu, trong 4 tiếng đầu mà không cứu được thì sao? Chúng ta không kịp làm tái cấp cứu bệnh nhân thì sao? Ai có thể dũng cảm trả lời tôi câu hỏi 4 giờ đầu chúng ta không mở thông cái mạch vành bệnh nhân thì sao? Thì sao? Thứ nhất là tỷ lệ tử vong trong thời gian cực cao, đúng không nào? Một là chết nặng, người này chết chuẩn bị thở. Thế nhưng mà có những người sống lại sao? Sống lại vẫn vô tư, đúng không? À? Ok, đồng ý, cảm ơn bạn. Đây là một ý tưởng quá tốt luôn. Tại sao người ta? Đây là thời gian vàng, 6 tiếng đầu thời gian vàng của cuộc sống bệnh nhân, thời gian ấy cực kỳ tốt. Bởi vì sao? Cơ tim nó chưa thành sẹo. Tại sao đến giờ thứ 8 ấy, cái sóng quy nó có hướng nhỉ? Là vì gì? Xuyên thành rồi, đúng không? Các bạn nói quy cũng là quy hoại tử. Hoại tử xuyên thành, gọi là sóng quy xuyên thành. Thì khi đó chúng ta cái việc chúng ta tái thông nó có lợi ích chứ mà không có, đó là nó giảm tiến triển của cái hoại tử, nhưng mà nó không thể nào tốt đẹp bằng cái chuyện từ 4 đến 6 tiếng đầu. Đây là biểu đồ về gì ạ? Mortality này, đúng không? Thế nếu mà chúng ta làm can thiệp trong khoảng 3 đến 6 giờ đầu thì cái tỷ lệ bệnh nhân được hồi phục hoàn toàn chức năng tim cực kỳ cao. Còn sau đó thì sẽ giảm đi, đúng không ạ? Thì đó là cái chúng ta cần phải làm được. Và biện pháp điều trị ban đầu thì đi cấp cứu, chúng ta đã đi cấp cứu rồi, đúng không? Oxy này, giảm đau này, vận động này, rồi cho kháng cái tập tiểu cầu liều nạp này, rồi heparin trọng lượng phân tử thấp, heparin không phân đoạn, tùy chỗ nào có không có thôi. Rồi ức chế PAI 12 thì bây giờ có prasugrel, clopidogrel và ticagrelor. Tùy chỗ nào chúng ta có cái nào tốt thì chúng ta dùng thôi. Trong đó prasugrel thì là cái rất mới, tôi nghĩ là chúng ta chưa có. Đã qua trong kinh nghiệm sử dụng prasugrel rồi. Xin lỗi luôn là tôi chưa có. Tôi chỉ sử dụng ticagrelor thôi. Và prasugrel thì chắc là làm sao có thôi. Thứ hai là người ta đã làm những cái nghiên cứu rồi, dùng thuốc trẻ với da lao cảm. Thì rất tiếc là ở Việt Nam chúng ta chưa có, trong năm nay chưa có thuốc trẻ với da lao cảm được truyền. Người ta đã làm nghiên cứu là đối với bệnh nhân cấp làm trên evidence, chúng ta làm nuôi điện tim ghi nhận luôn bệnh nhân này có bệnh nhân có tim sẽ lên trẻ da lao cảm được truyền thì giảm cái tỷ lệ tử vong được truyền và không được truyền. Đó, chạy cái da lao cảm không vai trò như vậy. Mà cái người ta hay dùng là gì ạ? Không biết luôn, đó là labetalol. Chúng tôi chưa biết, đấy là thôi, về mặt lý thuyết thôi. Rất lý thuyết. Ức chế men chuyển,
statin trong vòng 2 giờ đầu. Đây là những thuốc chúng ta phải cho trong vòng 24 giờ đầu. Nhưng nếu bệnh nhân có triệu chứng suy tim thì chắc chắn chúng ta không được phép cho chạy thận nào cả. Hãy nhớ điều đó, nó sẽ làm nặng cái suy tim của bệnh nhân lên. Và chúng tôi cũng đã có những kinh nghiệm rồi, bệnh nhân suy tim cấp cho chạy thận nào cả, không cách gì mà phục được cái khả năng có bao cơ tim và nó giãn đời, làm tăng tỷ lệ tử vong. Và đây thời gian và cơ tim, cơ tim và thời gian, các bạn biết đây là cái gì không? Nó là cái gì? Đây là cái stent. Đây là cái gì? Ngày xưa người ta có một cái từ gọi là thời gian cửa bóng. Bây giờ người ta có từ kinh hơn, đó là thời gian cửa kim. Đúng không nào? Đây có thể là cái kim đấy. Đây là cái gì? Thuốc tiêu sợi huyết, TPA đúng không? Thuốc tiêu sợi huyết có nghĩa là sao? Vậy chúng ta tái tiêu máu mạch vành, chúng ta có hai khẩu súng, một là khẩu súng ngắn là khẩu súng kia, hai là nếu như khẩu súng dài lòng hơn này là gì? Là thuốc tiêu sợi huyết. Nếu chúng ta không có cái này chúng ta phải dùng cái kia, còn nếu mà chúng ta có đơn vị can thiệp thì để chúng ta dùng tiêu sợi huyết nhá. Tiêu sợi huyết đồng thời chúng ta sẽ phải gì ạ? Chấp nhận nguy cơ của nhiễm chảy máu, và sau khi vẫn phải chuyển cho đơn vị can thiệp. Do đó nếu cái đơn vị can thiệp nó chỉ ở trong vòng 90 phút, tôi đề nghị các bạn chuyển đến ngay đơn vị can thiệp. Đấy chưa? Không được phép tự ý. Đây chính là tiếp cận chiến lược mà chúng tôi hiện tại đang xây dựng ở các cái tuyến tỉnh. Chúng ta sẽ làm chuyện như vậy. Chúng ta sẽ gọi ambulance sau vòng 90 phút thì chúng ta phải đến được cái đơn vị can thiệp của chúng ta. Còn nếu thời gian đến cái đơn vị can thiệp nó gì ạ? Hơn 90 phút thì bắt buộc chúng ta phải tiến hành tiêu sợi huyết tại chỗ, sau đó chuyển bệnh nhân đi can thiệp. Hãy nhớ đó nhá. Và cái chiến lược tái tiêu máu của chúng ta là cái gì? Thì cái thời gian trước kia chúng ta thời gian cửa bóng đó là gì? Chúng ta thò cổ bóng một cái chỗ mà hẹp ấy, bơm cổ bóng lên, bóng phình ra làm nong đồng thời ra, cái đó gọi là thời gian cửa bóng. Rút ngắn lại thời gian cửa kim từ lúc bệnh nhân vào viện cho đến lúc bệnh nhân phi cái kim vào và động mạch bệnh nhân, nó quay gần đây và nó quay thì nó rút ngắn, thì chúng tôi đã rút ngắn được xuống vòng 60 phút, rất là dài. Tôi không thể để cái thời gian nó chết nhiều thế được, bệnh nhân sẽ được kém cái hưởng lợi đi. Khi có khởi phát đến 3 giờ đến 12 giờ thì chỉ định can thiệp mạch vành vẫn là các bạn chỉ định một, khuyến cáo một và mức độ bằng chứng A, có nghĩa là đứng đầu tất cả các loại khuyến cáo về khuyến cáo ACD, khuyến cáo ngẫu nhiên và random. Cho đến 48 giờ, nếu như bệnh nhân không ổn định, có nghĩa là gì? Bệnh nhân có phù phổi, bệnh nhân vẫn đau ngực, bệnh nhân có rối loạn gì về các cái vấn đề khác nữa, đúng không? Thì chúng ta vẫn ưu tiên tiến hành can thiệp cho bệnh nhân. Các bạn biết ngày xưa người ta chỉ kéo dài cái thời gian đó đến mấy 12 tiếng, sau đó người ta kéo dài sang 24 tiếng, bởi vì sau 24 tiếng vẫn thấy lợi ích của bệnh nhân. Nếu mà chúng ta không làm can thiệp thì cái tỷ lệ tử vong sẽ cao hơn. Và đến năm kia người ta mở rộng cho đến 48 giờ, nếu như bệnh nhân không ổn định chúng ta vẫn được phép tiến hành can thiệp cho bệnh nhân. Trước kia chúng ta không thể như vậy, đúng không ạ? Sau 8 giờ hình thành sẹo rồi, chúng ta không làm như vậy. Thế nhưng mà đấy, rõ ràng bằng các cái nghiên cứu đa trung tâm thì và ngẫu nhiên thì ta đưa ra những cái can thiệp như vậy, và mức độ cao 1 và mức độ bằng chứng là C. Các bạn khi mà quay camera các bạn chú ý là phải giữ điện thoại nguyên, tránh ngủ gần nó rơi. Còn nếu như bệnh nhân không ổn định thì chúng ta không cần thiết phải tiến hành can thiệp viên, chúng ta có thể đợi xem là tình trạng như ổn định, chúng ta không cần thiết phải can thiệp cấp cứu ấy. Ý là can thiệp cấp cứu ngay, chứ còn vẫn nên mở xong một vài vấn đề gì để cải thiện tiên lượng cho bệnh nhân được suy tim. Thì đó là để xem. Đây là hình ảnh chụp động mạch vành của bệnh nhân. Đâu thấy hẹp ở đâu không ạ? Đây là hình ảnh không thấy hẹp ở đâu đúng không? Có hẹp ở đâu không?
tôi chụp bên phải đâu. Đây là hình ảnh chụp bên trái các bạn nhé. Thế còn đây là hình ảnh bên phải, bởi vì hai cái này chúng ta không thể, cái sông nó rất là nhỏ, cái sông chỉ khoảng 3.5 mm thôi, không thể nào mà chụp được cái trái gặp phải. Chụp cái trái gặp phải chúng ta cái độ chủ chúng mới thấy được. Đây là hình ảnh cắt hoàn toàn ngay đoạn 1, đúng không? Ngay dưới lỗ vào. Và bệnh nhân này nó là rất may, bởi vì còn nhánh nối nút xoang, chứ không nếu bệnh nhân này sẽ các bạn ngay tức khắc, đúng không ạ? Các bạn thấy là vẫn còn cái nhánh nối nút xoang đây. Đấy không? Đây là sau khi mở thông mạch vành ra, chúng ta thấy cả một đoạn xa mạch vành lớn như thế này. Đây là cái hình ảnh can thiệp mạch vành và hút ra được một đống huyết khối ở phía dưới, các bạn nhìn thấy huyết khối không? Nếu như mà nó là mảng sơ vữa thì chúng ta không hút được đâu. Huyết khối mới hình thành thì chúng ta mới hút ra được. Mảng sơ vữa chúng ta thấy là nó rất là cứng chắc giống như tường này, cạo của gì ra được. Rồi, bước tiếp theo đó là nếu như chúng ta không can thiệp được thì chúng ta phải mở mạch vành bằng thuốc tiêu sợi huyết. Có lẽ trong trường hợp bệnh nhân này có thể có màu đông như thế rồi, chúng ta phải tiêu sợi huyết luôn. Đây, chúng ta chỉ định 1A là gì? Không thể tiến hành PCI trong vòng 120 phút. Đó. Thì đây là những cái chúng ta phải lưu ý đó. Thì muốn chúng ta đến huyện hoặc là huyện phải có thể triển khai tiêu sợi huyết được rồi. Thứ hai là chúng ta sẽ phải cân nhắc giảm liều ở những bệnh nhân cao tuổi, thì cái này chúng ta sẽ có những cái khuyến cáo hoặc là có những cái hướng dẫn sử dụng ở những bệnh nhân được sử dụng thuốc tiêu sợi huyết. Thứ ba là cái việc dùng liều ấy, thì chúng ta sẽ phải có cái liều tiêu sợi huyết ở trong các cái hướng dẫn sử dụng cho bệnh nhân thôi. Chúng ta có gì? Có Atenplas, có Streptokinas, Retenplas, Tenecte. Cứ cuối cùng tôi không biết là cái gì mà tôi không dùng. Đúng không ạ? DNK, TPA gì đó. Hiện tại chúng tôi đang dùng cái TPA nhá. Cái đó, tại tôi nghĩ là tất cả các nơi bây giờ hiện tại chúng ta đang dùng cái đó. Nhưng mà chúng ta cũng đã từng nghe được kinh điển có gì? Có Urokinas, có thì Streptokinas. Mà các chuyên gia phải hô hấp thì ngày xưa vẫn hay dùng để gì ạ? Đúng không ạ? Tôi bây giờ nhưng mà những cái đó nó gây chảy máu rất là nhiều. Bây giờ các bạn cần thiết dùng nó rất là rẻ, các bạn không dùng. Ví dụ những cái lọ kia loanh quanh 1 triệu, 2 triệu của những cái lọ này, chỉ dưới 2 triệu sẽ có nhiều quá. Thế còn có những cái chống chỉ định nhất định và những bệnh nhân sử dụng tiêu sợi huyết, bởi vì chúng ta biết rồi, thuốc tiêu sợi huyết bản chất nó sẽ làm chảy máu rất nhiều. Do đó vấn đề gì liên quan đến chảy máu thì đề nghị chúng ta phải dừng lại ngay câu chuyện nghĩ tiêu sợi huyết và chúng ta nghĩ những khác, đúng không nào? Nhất đó dị dạng mạch não, xuất huyết não, chảy máu nặng nề trong vòng thời gian 90 ngày. Rồi đây, cái này nếu mà chúng ta nghi ngờ nó tác động mạch chủ mà chúng ta cho một liều tiêu sợi huyết vào thì chúng ta không cần nghi ngờ nữa. Đó, thật luôn, đúng không nhỉ? Đó, nhân dị ứng với thuốc chẳng hạn, vân vân. Thì các cái thuốc chống chỉ định đối với cái này chúng ta hoàn toàn có thể về đọc sách thôi. Chúng ta mà đã học bài nhồi máu phổi rồi thì người ta cũng sẽ giảm các bạn cái bài về thuốc chỉ định này. Tôi không muốn nhắc lại gì. Thế thì đánh giá hiệu quả thì đánh giá thành công ra làm sao, thất bại như nào, các bạn cũng về thì đội nhân tôi sẽ lướt qua phần này rất nhanh thôi bởi vì nó ít liên quan. Thế còn tưới máu bằng can thiệp của mình vạch qua da thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ có những cái thế hệ stent như là gì, stent phủ thuốc này, rồi cái cách tiếp cận thì bao giờ người ta tiếp cận bằng động mạch quay thì người ta cũng làm so sánh rồi, cái động mạch quay với động mạch đùi thì ông nào to hơn, đùi to hơn dễ chọc vào hơn, đúng không? Quay thì bé tí chọc mãi mới vào được. Thế nhưng mà ông to hơn thì ông chảy máu lại càng nhiều, thằng thêm sau này hematom rồi giảm phình các kiểu đầy ra thì người ta thấy là động mạch quay vẫn là an toàn và hiệu quả, trừ những trường hợp mà tổn thương mạch khó chúng ta phải tiếp cận bằng đường đùi. Còn các phần nặng hơn thì tôi sẽ lướt qua sau. Còn nếu như trong những trường hợp mà chúng ta ví dụ đơn giản là tổn thương qua thân mạch vành, tổn thương ở thân trung thì người ta khuyến cáo là nên sử dụng phương pháp phẫu thuật là tổn thương trung mạch, có thể bằng phương pháp quang pump hoặc là hóa pump. Được rồi. Thế còn sau đó, sau khi mà chúng ta đã sử dụng các phương pháp mở thông mạch vành bằng can
căng thẳng mạch vành qua da rồi, bệnh cũng ổn định ở trong viện, chúng ta phải gì? Tất nhiên đây là tây thôi, đây bài giảng này là cho tây. Thì chúng ta phải làm sao là thuốc thang chuyển từ tĩnh mạch để cho mình uống, đúng không nào? Chứ không ai về nhà mà để chuyển thuốc cả. Thứ hai là chúng ta phải phục hồi chức năng sớm cho bệnh nhân. Đây là một khái niệm cực kỳ mới. Và nếu như bạn nào làm đề tài nghiên cứu về cái này thì nó là một cái rất tuyệt vời. Nếu như mà bệnh nhân được mạch ổn định thì chúng ta phải nhớ cảm nhắc bệnh nhân đây là một bệnh cho điều trị suốt đời. Tất nhiên sẽ có những chiến lược dành cho những bệnh nhân đó, và chúng ta sẽ có những cân nhắc những cái thuốc có thể dùng lâu dài, có thể dùng hạn chế một thời gian ngắn, chúng ta dừng lại cho bệnh nhân. Và chúng ta xem là các cái liên quan đến điều trị tại viện thì cái phần này không khuyến cáo, tôi sẽ đi qua phần này rất nhanh. Và về các cái nghiệm pháp gắng sức thì xin chú ý các bạn luôn là chúng ta khi khám bệnh nhân có đau ngực, chúng ta làm điện tim mà chúng ta thấy rằng có điện tâm đồ có dạng ST trên lên, đề nghị các bạn hạn chế tối đa chỉ định để làm pháp gắng sức cho bệnh nhân. Các bạn hãy nhớ điều đó, chúng ta gần như tuyệt đối không làm, bởi vì chúng ta vô tình có thể biến cái đau ngực không ổn định thành cái điểm máu cơ tim cấp thực sự nhờ cái nghiệm pháp gắng sức chúng ta chỉ định. Do đó người ta mới đưa đến một cái mà vừa rồi tôi list cho các bạn ra ba cái để chẩn đoán bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp. Thứ nhất là gì ạ? Đau ngực. Thứ hai là thay đổi trên điện tim. Và thứ ba là thay đổi về dối loạn sinh học. Và các bạn hãy nhớ rằng chỉ hai trên ba cái này chúng ta đã có thể chẩn đoán bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp rồi, chứ không nhất thiết phải có đầy đủ cả ba. Vì sao? Trả lời câu hỏi cái nhà lâm sàng vì sao bạn nội chú đúng không, nội chú nội vì sao ok, cảm ơn bạn. Bạn là nội chú bao nhiêu? 44 mà giỏi thế à? Câu trả lời hoàn toàn chính xác, có nghĩa là 44 mới đi lâm sàng được khoảng mấy tháng thôi nhỉ? 2 tháng, 4 tháng rồi. Thế thì chúng ta biết là có những nơi người ta trả kết quả xét nghiệm cho chúng ta sau thì 2 tiếng, có những nơi người ta cam kết trả kết quả chúng ta sau 15 phút, nhưng thông thường chúng ta phải 2 tiếng, thậm chí đêm hôm khuya khoắt 3-4 tiếng cũng có. Vậy thì rõ ràng là nhỡ mất cái thời gian của người ta dùng ở đâu? Như vậy để chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp, cái ST trên lên 1 đau ngực, 2 để tìm, chúng ta đừng cố tìm được cái đối sinh học để chúng ta chẩn đoán xác định. Đó là khuyến cáo của thế giới luôn, chứ không phải của tôi đâu. À, bài giảng của tôi đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn.